hãy bảo Khải xem. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nè mình. Ở video này thì cũng khá là nhiều anh em bảo Khải soi đồ ạc đường môn hai lúa. Lâu rồi Khải mới có dịp thấy hai lúa lên lại tốt. Thì ạc này cũng đường môn nè. Lúc trước thì cũng auto top 789, 678 này nọ của Khải cũng có. Thì đó Khải xem thử ạc như thế nào đây. Hôm nay thì hai lúa đánh 186 mạng. Nhìn vào thì ông này chắc là không x2 rồi. Ông này không x2 nha anh em. Không x2 đang được top 5. Còn hai người chơi này là x2 là cái chắc rồi, 130 mấy mạng bằng Khải thôi mà được top 1 top 2 thì có mặt nạ trong đó nha anh em, mặt nạ x2 á. Đó cho anh em xem đồ x2 nha. Đường môn tới thời rồi, toàn đường môn ơi. Hiện tại trên bảng này đánh 3 đường môn lận anh em ơi. 4 đường môn chứ. 5 bi, hai lúa với lại Minh Chí với lại Nghĩa, 4 đường môn. Đường môn đến thời rồi, đường môn đến thời rồi. Đường môn tầm này đến thời rồi, chắc ít hôm nữa phải tạo được môn chơi thôi. Đây cho anh em xem đồ nhá. Đầu tiên là cái nỏ. Ui, cái nỏ này đánh sập server anh em ơi. Nó cái nỏ y xì khá là đẹp, y xì cái nỏ ở server Hành Sơn của Khải. Nhưng mà nó rất tiếc nó chỉ được 40 điểm thôi. Bên Hành Sơn thì Khải được 44 điểm lận nè. 44 và kèm theo là hình như là 76 sát thương phần trăm. Đó, 44 với 76 sát thương phần trăm. Còn cái này là 40, 89 thì nó cũng tương đối nè. Nhưng mà nhìn thì 40 thì nó hợp bên server kia thì cây của Khải nhìn chắc chắn sẽ đẹp hơn. Ôi, cái nỏ đẹp quá. Rồi cái này sấy 1-2 cái là chết mạng rồi nè. Cái này sấy 1 cái chết mạng chắc ăn luôn. Vô tổng kim cắn lắc 1-2, sấy 1-2 cái chết mạng rồi. Không giờ chặt được, gặp vỏ đan chứ 1 cái khỏi chạy luôn. Rồi, tiếp tục đến gia chiên. Nếu mà xài vũ khí dòng 1 thì đi theo cái áo. Ôi, áo khá đẹp, sinh lực cao, kháng băng 12. Đó, kích được vũ khí nha anh em. Áo thổ cái vũ khí. Một cái nón khá là hợp lý. Thông pháp 19 và được tiếp tục đó là phòng thủ lấy 19 luôn. Đợt kích được cái nón này thì anh ta đang đi cho mình một cái gia truyền một kháng cả 11. Quá gơ. Ben lúc nãy Khải soi này em ơi, không có gì thay đổi cả. Set đồ của Ben đầu chặn tống kim, anh em thử tua lại video nha. Đầu chặn tống kim Khải đã soi rồi. Set đồ Ben này không có gì thay đổi anh em. Rồi, anh em rồi tiếp tục là gia truyền kháng cả 11 đã kích cái nón dòng phòng thủ lấy nha anh em. Ôi cái nón đẹp quá. Lấy cho mình thông pháp 19 và là 19 phòng thủ. Một bộ tay làm 120 sinh lực 140. Một cái nhẫn làm 130, thân pháp 13, sinh lực nội lực. Một đai lưng làm 130, thân pháp 17. Đó, lượng thân pháp khá là cao. Tính vào hai món này thì được 30 thân pháp và kèm theo cái này là được 49 thân pháp. 49 thân pháp thì anh em có thể xem đồ đường môn những video trước thì các anh đã xem rồi. 49 điểm thân pháp thì nó dao động khoảng tầm 10 cuốn tại thị kinh rồi nè. Đó, 10 cuốn tại thị kinh rồi đấy. Là tầm 50 điểm đấy, 50 điểm thân pháp đấy. Rồi, tiếp tục đến một cái nhẫn. Chống nhận kháng hỏa 19 và giày kháng hỏa 20. Lượng kháng hỏa cũng vừa đủ nè em, không quá ít, vừa đủ nha. Kháng hỏa được 50, vừa đủ. Làm chậm thì đạt 80. Làm chậm 80 và thông pháp 49 điểm. Nói chung set đồ này quá đẹp. Nếu mà chơi đường môn thì sau này Khải cứ chơi đường môn Khải đi thì set đồ giống này thôi nè. Set đồ này cũng ok quá. Đó, anh em xem. Thì với cái ngọc bội sinh lực nội lực cao thôi em, nội lực cao được kích hai món này thôi. Đó, nội lực cao được kích hai món này. Hiện tại làm chậm đạt 80, làm chậm 80 thôi em, làm chậm 80 và 49 thân pháp. Còn lại là đa số là kháng hỏa sinh lực cao. Cái này thì được nội lực, món này được kháng hỏa cao. Nó này nó kia là 4391 mà Khải nhớ không rõ nữa, Khải nhớ là 4479 hay là gì đó, Khải không rõ. À nếu vậy là Khải 4391 mà bên kia thì cái nọ Khải 4391 mà Khải nhớ không rõ nè, Khải nhớ là trên 40 thôi. Đồ đây, nói chung là set đồ này với ạc đường môn tốt như thế này thì đánh bao đẹp luôn em, không còn gì phải bàn nè. Đó, bao đẹp rồi, không còn gì phải bàn nè. Được cái nón đẹp này, cái nón đi theo thêm dòng phòng thủ quá đẹp, mang mọc kích thêm dòng phòng thủ quá đẹp nè, quá đẹp luôn. Sinh lực cao, sinh lực cao, nội lực cao, sinh lực nội lực, sinh lực nội lực hơi thấp thôi, không được nhiều lắm. Chung là tầm này cũng chưa pin lắm, chung là ok đấy, nhưng mà server thì chưa đồ pin nên là như thế này là ổn rồi, em quá ổn rồi, không còn gì phải chơi nữa, xếp đồ quá ổn rồi. Rồi đi theo kem con này nữa là máu tầm 2 anh em là đánh bay nóc anh em. Anh em xem video thì đừng quên cho hai lúa đường môn hai lúa này một like chia sẻ anh em ơi. Một đường môn khá là ok. Bữa giờ thì
một số cầu thủ khả năng soi rồi. Đó, hôm nay là chúng ta gặp mặt trở lại ngoài đường môn. Tầm này thì 10 ít rồi anh em. Đường môn bị lên ngôi đấy. Chắc chắn anh em đường môn chuẩn bị lên ngôi. Chắc chắn anh em. Đường môn chuẩn bị lên ngôi này. Rồi. Đừng quên cho một like chia sẻ nha em ơi. Anh em thích xem cao thủ nào thì cứ comment dưới video thì Khải sẽ soi tiếp nha. Hôm nay thì Khả chỉ có thời gian soi được anh hai lúa mà thôi. Còn lại những ạc mới, ạc này nọ thì Khả chưa thấy. Rồi, ngày mai tiếp tục anh em. Ngày mai tiếp tục xem thử ai cao thủ Tống Kim, rồi chúng ta sẽ cùng nhau bình chọn và cho anh ta lên sóng thôi.